Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 14 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc cùng lúc gây chiến với châu Âu, Mỹ, Đài Loan, tập hụt hơi. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ đang kêu gọi chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Trung và Đông Âu nhân chuyến thăm 5 ngày tới 4 nước gồm Cộng hòa Séc, Slovenia, Áo và Ba Lan, thì tại châu Á, Đài Loan đang tăng cường tên lửa thủy lôi của Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Trung Quốc giờ đây sẽ phải đối phó cùng lúc với những mũi tấn công từ nhiều phía khác nhau. Ngày 11 tháng 8 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến thủ đô Praha của Cộng hòa Séc, chặng dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du 4 nước Trung và Đông Âu. Tại đây, Ngoại trưởng Pompeo kêu gọi các nước toàn châu Âu hợp lại chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn đang dùng đòn bẩy sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng trên toàn thế giới. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Thượng viện Cộng hòa Séc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhận định trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Séc vào hôm 12 tháng 8 rằng sức mạnh kinh tế toàn cầu của Trung Quốc làm cho quốc gia cộng sản này về một số phương diện nào đó trở thành đối thủ khó đương đầu hơn so với Liên Xô thời chiến tranh lạnh. Trong bài diễn văn tại Thượng viện Séc, ông Pompeo nhận xét điều xảy ra hiện nay không phải là chiến tranh lạnh 2.0, thách thức chống lại mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một số phương diện khó khăn hơn rất nhiều. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xen vào nền kinh tế của chúng ta, vào chính trị, vào xã hội của chúng ta theo những cách thức mà Liên Xô chưa từng làm. Và chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đến Cộng hòa Séc đánh dấu chặng dừng chân đầu tiên của ông đến một số nước trong vùng để thảo luận về an ninh mạng và an ninh năng lượng. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt tay với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš trong cuộc gặp tại Praha vào ngày 12 tháng 8 năm 2020. Giới phân tích cho rằng trọng tâm chuyến thăm của Ngoại trưởng Pompeo tới khu vực lần này sẽ là chiến dịch vận động các nước không hợp tác với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, vốn đã bị Washington xem là mối đe dọa về an ninh. Séc là quốc gia từng thuộc khối Liên Xô trước đây và cho đến trước khi nổ ra cuộc cách mạng Nhung đòi dân chủ vào năm 1989. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng dùng cơ hội này để tấn công ảnh hưởng của cả Nga lẫn Trung Quốc và tán dương các giới chức Cộng hòa Séc đối phó với Trung Quốc trong năm qua. Praha cũng nhìn chung đã thay đổi thái độ với Bắc Kinh trong hồ sơ Huawei nói riêng và trong chính sách đối ngoại nói chung. Cơ quan phản gián của Séc ban đầu cảnh báo những nguy cơ từ gián điệp Trung Quốc gia tăng. Sau đó, cơ quan an ninh mạng nước này công bố báo cáo nhắm vào việc đề phòng sản phẩm và công nghệ của tập đoàn Huawei. Rồi tới lượt Thủ tướng Andrej Babiš công khai chỉ trích tập đoàn viễn thông Trung Quốc cho dù trước đó Huawei đã ký biên bản ghi nhớ với tập đoàn PPF của Séc để hợp tác phát triển mạng di động 5G. Vào hồi tháng 5, Ngoại trưởng Pompeo và Thủ tướng Babiš đã ký một tuyên ngôn về an ninh 5G, nhưng hiện giờ Séc chưa đưa ra quyết định cấm công nghệ của Huawei Trung Quốc. Ngoại trưởng Pompeo nói một số nước châu Âu sẽ phải mất một thời gian nữa mới thức tỉnh trước các mối đe dọa, nhưng đã là một đà tiến tích cực. Ngoại trưởng Pompeo cũng nhấn mạnh phương Tây đang thắng thế, chớ để ai đó nói với các bạn là phương Tây đang xuống dốc. Ông cũng kêu gọi tất cả chúng ta tại Praha, tại Ba Lan, tại Bồ Đào Nha, chúng ta có nghĩa vụ phải nói rõ ràng và thẳng thắn với dân chúng, không sợ hãi. Chúng ta phải đối đầu với những vấn đề phức tạp và chúng ta phải cùng nhau làm việc này. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã đánh giá cao chuyến thăm Đài Loan sắp tới của Chủ tịch Thượng viện Séc Milos. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bắt tay Ngoại trưởng Séc Thomas Patrick. Ông Mike Pompeo cũng tuyên bố như sau: tôi đến đây để nhắn nhủ với nhân dân Séc rằng chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Nếu ai đó đe dọa các bạn, chúng tôi sẽ đứng về phía các bạn. Chúng tôi biết rằng các bạn sẽ chọn con đường dân chủ. Ngoại trưởng Pompeo cũng phê phán kịch liệt Trung Quốc khi phát biểu rằng họ muốn phá vỡ sự tự do của chúng ta. Các bạn biết cái gì đang diễn ra tại Hồng Kông. Đó là mô hình mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã mang đến. Và chắc chắn nó không phải là mô hình mà người dân ở Cộng hòa Séc sẽ lựa chọn. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc đến việc tiếp tục xây dựng nhà máy điện nguyên tử Duvansky, nơi có sự tham gia đấu thầu của công ty Mỹ Westinghouse. Theo ông, việc Nga, Trung Quốc xây dựng sẽ làm yếu đi an ninh và chủ quyền của Cộng hòa Séc. Theo ông Pompeo, an toàn cho năng lượng và vấn đề an ninh của cả khu vực, dù đó là việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử theo mô hình phương Tây hay việc nhập dầu khí từ nước ngoài. Hiện nay đã có 5 công ty tham gia đấu thầu xây dựng nhà máy điện ở Dukovany, gồm các công ty của Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc và Hàn Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng sẽ đến thăm Tổng thống Séc Miloš Zeman, nhưng không giống như với Thủ tướng Babiš, Ngoại trưởng Pompeo chỉ có cuộc gặp mang tính ngoại giao với Tổng thống Zeman.
ông không dự tính có cuộc họp báo chung nào. Thái độ này cũng dễ hiểu bởi Tổng thống Séc Zeman là bạn thân của Tập Cận Bình và Vladimir Putin, những điểm công kích của Ngoại trưởng Pompeo trong chuyến đi công du lần này. Cộng hòa Séc cũng từng bị châu Âu lên án là cánh cửa rước Trung Quốc vào châu Âu. Đây là hình ảnh Tổng thống Cộng hòa Séc Miloš Zeman, người ủng hộ mạnh mẽ việc xích lại gần Trung Quốc. Thời điểm ông Miloš Zeman được bầu làm Tổng thống vào năm 2013, trùng với thời điểm Tập Cận Bình công bố chính thức dự án Những con đường tơ lụa mới. Vào năm 2015, Séc đã gia nhập dự án khổng lồ của Trung Quốc và trở thành thành viên của nhóm 16+1, nối Trung Quốc với khu vực Đông và Trung Âu. Thông qua đại diện là Tổng thống Zeman, Séc đã trở thành một trong những nước châu Âu ủng hộ mạnh mẽ nhất việc xích lại gần nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Những lời hứa hẹn đầu tư của Trung Quốc và thái độ im lặng của Séc về nhân quyền tại Trung Quốc được phối hợp rất chặt chẽ và tạo nên tuần trăng mật cho Bắc Kinh và Praha. Và sau một vài năm xích lại gần Bắc Kinh, nhà cầm quyền Séc đã thấy thất vọng. Praha chờ đợi từ lời hứa của Bắc Kinh được thực hiện trong vô vọng. Vào năm 2018, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Séc, chiếm 7,4% thị trường nước này so với tỷ lệ 6,5% vào hồi năm 2010. Thương mại song phương cho dù tăng nhưng không ổn định và cán cân thương mại của Séc bị thâm hụt, thậm chí cao ở mức kỷ lục là 20 tỷ euro. Hoạt động đầu tư của Trung Quốc và Séc cũng tăng trong vòng 10 năm qua, nhưng đầu tư trực tiếp chủ yếu tập trung vào thương vụ sát nhập công ty, không liên quan hoạt động sản xuất và mục tiêu đề ra trong dự án Những con đường tơ lụa mới, mà bản thân nó cũng không mang lại lợi ích kinh tế cho Séc. Trong cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề liên quan về một số hoạt động hợp tác của Trung Quốc với Séc vừa qua, chính Thủ tướng Babis đã thừa nhận các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nước này đã không thực hiện được đúng như kỳ vọng của hai bên. Và Trung Quốc hiện nay đã bị Séc coi là mối đe dọa hơn là một đối tác đáng được lựa chọn. Còn tại châu Á, sân nhà của Trung Quốc, Đài Loan hiện nay đang hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường khả năng tác chiến bằng cách mua tên lửa hành trình và thủy lôi để ngăn chặn tốt hơn cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc nếu xảy ra. Đây là hình ảnh bà Chitao Bi Kim, đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Trong một cuộc họp hội nghị truyền hình do Viện Hudson và Trung tâm vì Tiến bộ của Mỹ tổ chức vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8, đại diện của Đài Loan tại Hoa Kỳ, bà Chitao Bi Kim được yêu cầu trình bày chi tiết về kế hoạch của Đài Loan nhằm phát triển khả năng tác chiến để ngăn chặn sự tấn công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Chitao nói rằng Đài Loan hiện đang phối hợp với Mỹ để mua các tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển được thiết kế để bổ sung cho hệ thống tên lửa Chi-chung Feng được chế tạo trong nước của Đài Loan. Theo bà, quân đội Đài Loan cũng đang nghiên cứu việc mua các loại mìn dưới biển để tự vệ tốt hơn trước các cuộc đổ bộ của Trung Quốc có thể sẽ diễn ra. Những hệ thống khác đang được thảo luận bao gồm thủy lôi và những khả năng khác để ngăn chặn các tàu đổ bộ hay tấn công tức thì. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson tại Washington, bà Chitao Bi Kim khẳng định Đài Loan đang đối mặt với vấn đề tồn tại sống còn với những tuyên bố lãnh thổ và chủ quyền của Trung Quốc đối với đảo này, và vì vậy Đài Loan cần phải nới rộng khả năng. Bà Chitao sau đó nói rằng ngoài phần cứng, nước này cần hiện đại hóa quân đội, bao gồm tăng cường lực lượng dự bị. Bà cho biết lực lượng dự bị sẽ không chỉ tham gia cứu trợ nhân đạo trong thảm họa, mà còn tăng cường khả năng tác chiến như một biện pháp phòng thủ cuối cùng ở quê hương của chúng tôi. Bà Chitao cũng tuyên bố bằng một phần quan trọng khác trong quá trình tái cơ cấu quân đội Đài Loan là tăng cường khả năng an ninh mạng và tác chiến mạng. Bà cho biết một khía cạnh quan trọng của vấn đề này là việc tuyển dụng, đào tạo và duy trì chuyên gia điều khiển mạng. Và bà Chitao cũng cho biết Đài Loan cũng muốn củng cố khả năng phòng thủ trên những đảo do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm một căn cứ quân sự ở Đài Nam, miền Nam của Đài Loan vào ngày 9 tháng 4 năm 2020. Bà cũng nhấn mạnh, đối với Đài Loan, ưu tiên sự sống còn của chúng tôi liên hệ đến việc gây dựng quốc phòng cho Đài Loan và cho những đảo Đài Loan hiện kiểm soát ở Biển Đông. Đài Loan đã tăng cường quốc phòng trước điều mà đảo này gọi là những hành động đe dọa ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Trước đó, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn nói trong một sự kiện trực tuyến rằng đặt khả năng phòng thủ không đối xứng của Đài Loan là ưu tiên hàng đầu. Vào hồi tháng 5, Đài Loan cũng cho biết dự tính mua loại phi đạn chống tàu Harpoon do Boeing chế tạo. Các nguồn tin Mỹ cho hay trong tuần qua là Washington đang thỏa thuận để bán cho Đài Loan ít nhất là 4 máy bay không người lái tiên tiến hàng đầu thế giới. Và Mỹ vẫn là nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Đài Loan và bị ràng buộc bởi luật cung cấp các phương tiện để Đài Loan tự vệ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 8 năm 2020 với bản tin
Trung Quốc cùng lúc gây chiến với châu Âu, Mỹ, Đài Loan, tập hụt hơi. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.